Hiện tại thì em Hảo đang có mặt ở tại là chợ Phước Thạnh nha anh chị ha. Đây là chính là ngã tư chợ Phước Thạnh nha anh chị. Hôm nay thì em Hảo đi kiếm được một cái miếng đất giá chỉ có 270 triệu thôi nha anh chị ha. Rất là phù hợp cho anh chị công nhân luôn anh chị. Nếu mà anh chị công nhân hiện tại bây giờ muốn mua cho mình một miếng đất để mình xây nhà ở nè, hoặc là để mình có thể là xây một cái căn nhà trọ mình cho thuê cũng được nha anh chị ha. Đó, thì cái lô đất này á là ngang 6 mét nha anh chị ha. Full 100% hữu cư luôn. Giá là 270 triệu. Rồi sổ hồng riêng luôn nha anh chị ha. Thì ngay chỗ này em Hảo đang đứng nè anh chị, là ngã tư của xã Phước Thạnh. Và ở bên tay trái của em Hảo á, thì như nãy anh chị thấy rồi đó, đó chính là chợ Phước Thạnh nha anh chị ha. Đây, đây là một cái ngôi chợ rất là lớn, chợ Phước Thạnh ngay cái chỗ ngã tư luôn. Còn chạy ra đây một xíu nè anh chị, chạy ra đây tầm khoảng 200m thì mình sẽ tới ngay cái ủy ban xã của xã Phước Thạnh nè. Rồi ở tại ủy ban xã đó có trường học cấp 1 và trạm y tế, nói chung là có đầy đủ hết nha anh chị ha. Rồi hướng này nè anh chị, hướng tay phải em Hảo đang chỉ nè anh chị, anh chị mình chạy đi ra ngã tư nông trường là chỉ cách tầm khoảng là 4 cây rưỡi số nha anh chị ha. Thì ngã tư nông trường đó là chỉ là cổng phụ của khu công nghiệp Phước Đông đó. Rồi đi tới cho anh chị đó, cái con đường này nha anh chị ha, cái con đường này nè anh chị, mình sẽ chạy đi ra ngoài cổng chính của khu công nghiệp Phước Đông luôn, và sẽ là ngay cái chỗ mà chợ hợp tác xã Phước Đông anh chị, chợ chiều của anh chị đó. Rồi còn hướng này nè anh chị ha, hướng này nè, thì anh chị mình sẽ chạy về với lại là huyện, chạy về với lại là thị trấn Gò Dầu nha anh chị ha. Từ đây á mình di chuyển ra thị trấn Gò Dầu đó chỉ có khoảng là 2 cây số thôi. Thì ra ngoài thị trấn Gò Dầu á là anh chị mình có đầy đủ tiện ích luôn, như là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và siêu thị cấp mắt nè, bệnh viện. Nói chung là từ đây là mình chạy ra ngoài thị trấn Gò Dầu nó rất là gần luôn anh chị ơi. Và cái lô đất của mình á là chỉ cách cái ngay chỗ ngã tư này anh chị là chỉ có khoảng là 1 cây số thôi. Rất là gần luôn. Còn ngay bây giờ thì em Hảo sẽ chạy từ ngay vị trí này theo hướng này nè anh chị ha, theo hướng đi ra ngoài thị trấn Gò Dầu để cho anh chị mình xem được tổng quan thực tế nha anh chị ha. Và ngay bây giờ thì mình sẽ từ ngay ngã tư ở tại chợ Phước Thạnh, mình sẽ di chuyển lại trên cái con đường Lê Hồng Phong này để mình đi tới vị trí lô đất nha anh chị ha. Đó. Thì từ đây nè anh chị, mình sẽ chạy đi ra ngoài thị trấn Gò Dầu là chỉ có khoảng là 2 cây số thôi, rất là gần luôn anh chị. Đó. Và mình chạy là ngay cái vị trí này thì sẽ tới cái con đường rẽ phải vào nha anh chị. Đó. Bây giờ mình chạy vào cái con đường này. À, đường nhựa này nè anh chị ha, mình chạy thẳng vào. Dân cư hai bên xung quanh là rất là đông luôn nha anh chị ha. Khu vực này á, là gần với lại thị trấn Gò Dầu nên người ta tập trung, người ta ở khu vực này rất là nhiều. Nếu mà anh chị mình mua đất để mình ở đây á thì mình đi ra ngoài thị trấn Gò Dầu cũng rất là tiện luôn anh chị. Đất mình á, là đường nhựa, đi vào là đường nhựa ha. Xong rồi mình rước vô cái con đường đất này nè. Cái mình chạy thẳng vào. Xong tới ngay cái vị trí, ngay cái con đường rẽ trái này, mình sẽ chạy rẽ trái anh chị. Đó. Rồi mình đã tới vị trí đất rồi anh chị ha. Đây, cái lô đất của chúng ta đây anh chị. Rồi ngay bây giờ thì em Hảo sẽ quay rõ chi tiết cho anh chị mình xem nha. Dạ rồi, sau khi anh chị cô chú mình xem qua sổ sách rõ ràng rồi đúng không ạ? Thì bây giờ em Hảo xin nhấn mạnh thêm một lần nữa nha anh chị ha. Thì lô đất của chúng ta là giá chỉ có là 270 triệu thôi nha anh chị ha. Chủ bao sang tên, bao công chứng, bao hết tất cả giấy tờ cho anh chị mình luôn. Và diện tích là ngang 6, dài là 11m rưỡi, có là hộ cư 100%, đường phía trước là đường rộng 3m, xe ô tô vào bình thường nha anh chị ha, xe tải cũng vào bình thường luôn, xe tải mà 3 tấn rưỡi anh chị là vào bình thường. Rồi với cái vị trí này rất là gần với lại là chợ Phước Thạnh, ngay cái chỗ hồi nãy lúc đầu em Hảo đứng á, là chỉ có khoảng là 1 cây số thôi nha anh chị ha. Và đi di chuyển đi ra ngoài thị trấn Gò Dầu cũng rất là gần luôn. Ra ngoài thị trấn Gò Dầu thì chỉ có tầm khoảng là 2 cây số thôi.
ra ngoài đó thì tiện ích đầy đủ luôn anh chị ha. Và vị trí này cách với lại thành phố Hồ Chí Minh là 50 cây số. Đó thì với cái giá này thì rất là rẻ, chỉ có 270 triệu thôi. Nếu anh chị cô chú này mình quan tâm thì gọi ngay cho em hãng với số điện thoại là 0849 388 455 nha anh chị ha, để mình sở hữu được một cái lô đất như thế này để mình xây nhà ở, và mình chỉ cần xây lên căn nhà cấp 4 để mình ở, hoặc là xây lên một căn nhà gác lửng nên anh chị ha, mình ở ha, không cần phải ở trọ nữa để cho phải tốn tiền mỗi tháng 1 đến 2 triệu anh chị ha. Rồi, vị trí này rất là gần với lại là khu công nghiệp Phước Đông luôn anh chị. Nếu anh chị của chúng mình quan tâm, gọi điện thoại cho em Hảo với số điện thoại là 0849 388 455 nha anh chị ha, để được gặp em Hảo và em Hảo dẫn đi anh chị mình đi xem đất thực tế. Rồi, cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong video sau nha. Hãy bấm nút like, subscribe và đăng ký kênh với em Hảo nha anh chị. Bye bye.